Đêm trong đèn ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Mẹ về đứng dưới mưa che từng căn hầm nhỏ, xóa sạch vết con về, mẹ ngồi dưới cơn mưa. Trong đêm ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày xưa. Đêm trong đêm ngồi nhớ lại từng câu chuyện ngày một tràng pháo tay lớn nữa để chúc mừng cho tiết mục của Tùng Anh và Hồ Thiên. Đặc biệt một tràng pháo tay lớn nữa để cảm ơn nghệ sĩ tranh cát Trí Đức. Yeah. Thưa quý vị,
Có thể nói là một cái tiết mục mà đã đưa quý vị đến với một cảm xúc rất là miên man với phần minh họa tranh cát, rất là nghệ thuật đúng không ạ? Và bây giờ xin mời phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Xin mời gia đình anh Vi, chị Ly. Một tiết mục với hai bài hát rất là dễ thương. Hôm nay Tùng Anh hát cái theo cái giọng nữ đó, cái làm như nó bị mình đang tập trung mình cuốn hút á, cho nên là chị không để ý đến thiên nhiều luôn, tội nghiệp, dễ sợ. Chị thích ở Tùng Anh khi mà em giải giọng nữ, cái là em hát cái giọng mái đó của em đó, em đạt được một cái độ gọi là cái độ mềm của nữ luôn. Tại vì nhiều người người ta nhái, người ta bắt chước, người ta giả, nhưng mà nó chưa đạt tới cái độ mà mình nghe mình cảm thấy cái độ mềm mại trong cái giọng của nữ. Thì ở em chị thích nhất cái điều đó. Tuy rằng trong bài hát này á có một đôi chỗ mà chị nghĩ nó nhỏ thôi, nó hơi tụt tụt tí xíu thôi á, nhưng mà chị cũng thông cảm. Còn đối với Thiên á, hôm nay á chị có cảm giác thôi nha, là em không được chủ động trong cái hát của em. Em giống như em đang phải nương nương theo Tùng Anh vậy đó. Thế em phải vừa hát mà em phải dầm chừng á. Đó, chị không biết sao mà chị có cảm giác như thế khi em hát. Cho nên cái giọng của em nó không được tự tin như mà là cái tập vừa rồi. Cái đoạn đầu Tùng Anh hát chất giọng miền Bắc nhưng có chút xíu âm hưởng dân ca. Đó là cái thế mạnh của Tùng Anh. Và cái giọng của Tùng Anh là được học trong trường và cũng tập để hát theo dạng thính phòng và âm hưởng miền Bắc. Thì khi Hồ Thiên vào, em đang bị phân vân bây giờ hát theo giọng bình thường hay hát theo thính phòng. Nên Hồ Thiên bị ở giữa, đang bị nằm, không biết nghiêng về bên nào. Và mỗi cái em chỉ chọn 5 năm. Thì cái bài này chia phối tới 3 phần. Một là tranh cát quá đẹp. Hai, huấn luyện viên đầu tư cảnh trí rất hay. Ba, cộng với một giọng nữ. Rồi tới khi em là người sau cùng đá trái banh thứ ba thì bắt buộc người ta phải tìm một cái gì đó để cho lạ cho em. Thì em không chứng tỏ được bản lĩnh của em. Cái là mình rút kinh nghiệm thôi ha. Còn bài tiết mục này là rất là đẹp, rất là tốt. Thưa quý vị, người ta vẫn nói một câu là ngựa chiến thì phải chạy đường dài, chưa đến 30 thì chưa biết được hồi kết. Cho nên là biết đâu Hồ Thiên sẽ là một cuộc bứt phá ở những vòng tiếp theo thì sao? Bây giờ xin mời anh Hưng, nãy giờ nghe rất là chăm chú, anh Hưng và Vũ chia sẻ. Mỗi người sẽ có một cái cảm nhận âm nhạc khác nhau. Anh chị dám nói về cái cảm nhận của anh khi xem tiết mục này như một người khán giả. Khi hai em hát tiết mục này, anh đã quên đi là anh đang ở trong một cuộc thi. Anh đang tưởng tượng mình đang ở một cái đại nhạc hội, đang xem một tiết mục được đầu tư công phu hoàn chỉnh từ giọng hát cho tới phần dàn dựng. Anh muốn nói là hai em làm anh rất hãnh diện. Tùng Anh, hôm nay em đã làm được cái điều mà 99.99999 đàn ông sẽ không làm được trên đời này. Đó là hát cái giọng như em, hát với cái sự truyền cảm. Và hôm nay Hồ Thiên là một người tiến bộ vượt bậc. Em làm cho anh cực kỳ bất ngờ là tại vì mọi người quên hồi tuần trước Hồ Thiên đã hát bài gì. Hồi tuần trước em đã hát bài Chuyện Thường Tình Thế Thôi, tức là một cái thể loại nhạc hoàn toàn khác cái nhạc hôm nay. Cái lý do mà Vũ và anh Hưng đã chọn hai bài này và ghép hai em lại là tại vì hai em sẽ là một cái ẩn số mà làm cho tất cả các đội khác phải loay hoay, phải lo lắng, không biết là Vũ và Hưng sẽ binh cho hai em đường gì. Đây là một cái cặp Vũ và Hưng có thể khẳng định hát được nhiều thể loại, nhiều màu sắc, và hôm nay đã làm một cái thể loại có thể là bán dân ca, bán cổ điển, và đã truyền tải được cái linh hồn của cái tinh thần người mẹ yêu con như thế nào. Rồi, Hưng cũng xin được giải thích nhẹ một chút xíu. Hưng cố tình dùng cái bài Huyền Thoại Mẹ là để đại diện cho miền Nam, với tinh thần nhạt nhẹ, và để đại diện cho cái giọng hát của Thiên. Tùng Anh thì mạnh về cái phần miền Bắc, thì Hưng muốn kết hợp hai cái điều đó. Hai bà mẹ của hai miền Bắc Nam đều yêu thương con như thế nào, mỗi người có mỗi cách. Đó là cách chơi của Hưng và sắp xếp. Và phải nói là lần trước chị Ly có nhận xét giọng của Thiên hay, có chất mà chưa được tinh tế, nói rất là chính xác. Mà tất cả em chỉ gom chữ vào nó rất là đúng. Summit Laxit mà anh yêu cầu, anh cần em làm cái chữ như thế nào, cái khón chiến ở đất nước em ra sao, và chữ con em bóp nhỏ lại như thế nào, rất là hợp lý. Và bản thân anh cũng phải lắng nghe những cái điều các anh chị đã đưa ra để mình hoàn thiện hơn cho các em ở vòng sau. Nói thẳng luôn, không cần phải nói vòng vòng, đúng không? Chúc mừng hai em. Em cảm ơn chị rất là nhiều ạ. Cảm ơn huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng.
rằng một ngày nắng hạ sóng sẽ càn khô. Em hỏi anh có khi nào đắm bay kia thôi ngừng bay. Anh trả lời em rằng mây ngừng bay khi mưa đến bất chợt. Em hỏi anh có bao giờ anh thôi không còn yêu em. Anh trả lời em rằng cuộc tình chúng mình không bao giờ tan. Em hỏi anh đến khi nào anh đi chung đường người ta. Anh cười với em rằng tình yêu đôi ta mãi chung một đường. Nhưng sao hôm nay anh đã đi xa em rồi. Như con sông kia đến lúc cạn khô. Em tuy ngây ngô không than đêm đây. Mong sao nước mắt lấp đầy con sông kia. Sau khi xưa đối với em đôi lời, tình yêu đôi ta có lúc tan phai. Cho con tim em xót xa mong chờ, trời tan cơn mưa mây sẽ lại bay. Chúng mình không bao giờ tan. Em hỏi anh đến khi nào anh đi chung đường người ta. Anh cười với em rằng tình yêu đôi ta mãi mãi chung một đường. Nhưng sao hôm nay anh đã đi xa em rồi. Được, cảm ơn phần thể hiện của Diễm My, Ngọc Hiếu cùng với vũ đoàn Bước Nhảy. Cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các huấn luyện viên. Em mời anh Lê. Anh Lê thì thấy đây là một tiết mục rất là đẹp,
Nói chung là hai bạn diễn rất là tự tin, hát rất là đồng điệu. Hôm nay á, bạn nữ chị thấy đẹp hơn lần trước rất là nhiều nè. Những cái phần đầu em hát á, ngày hôm nay á, khi mà em xuống thấp chị thích. Em hát nghe rất là rõ, rất là ấm. Khi em lên cao em đông, em hát cái vòm họng, em hát cái vòm, cái âm thanh á, cái vị trí âm thanh em nó nằm ở bên trong hơi bị nhiều. Ví dụ như nếu mà em cho nó thoát ra ở ngoài một chút xíu, ví dụ em hát rồi nhưng xôm đấy, em nằm ở trong đây nhiều. Khi mà mỗi lần em lên cao thì nếu mà em bớt cái đó đi và thoát cái âm thanh ra chút xíu nữa thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Mà hai em giống như là bù qua sức lại. Còn bạn nam á thì lại cái âm sáng, âm cao á thì lại có rất là nhiều, nhưng mà âm trầm á thì bạn lại không có nhiều như bạn nữ. À, nếu như bạn nam học thêm cái luyện thêm cái âm trầm á thì khi mà bạn xuống những cái nốt thấp á, nó ấm hơn một chút xíu thì cái giọng bạn nó sẽ rất là đặc biệt. Thì cái đó là mình chỉ góp ý cho cái tương lai của em thôi, cái giọng hát của em thôi. Bài hát này thì hai bạn làm rất là trọn vẹn. Cảm ơn hai bạn. Cảm ơn chị Tuyết. Cảm ơn Tuyết nhiều. Tuyết nói rất là đúng luôn. Tại vì là những cái em mà hát bằng bản năng, hát bằng cái lồng ngực của mình á, nó ra cái tiếng hát thật màu sắc, bản sắc của mình. Nhưng mà nó hại lực và hại cổ nhiều lắm. Nhưng mà do em hát quen từ nào giờ em hát tự phát một cách tự nhiên hoàn toàn, nên bây giờ bắt em đẩy cái âm thanh lên trên phải cần một thời gian để mà tập hát riết rồi mình tự đẩy được, tập tiếp để thoát nữa. Đã thoát hơn rất nhiều lần trước rồi. Bây giờ mình nghe chị Ly và anh Minh Vy nói ha. Và tới giờ phút này tôi khẳng định là tôi đang xem một cái show Bolero và Hưng hay là Sài Gòn và Hưng. Đại Minh Show. Ví dụ bây giờ có hai trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất, Đại Minh Hưng chi hàng tỷ tỷ kể luôn cả những cái hộp xoàn giả. Ê quên, xin lỗi, hộp xoàn thiệt. Rồi hộp xoàn vàng đính lên trển, dư là thảy xuống quần áo, thảy xuống giày dép lum chân á nha. Đó là phương án thứ nhất. Mà phương án thứ nhất khó xảy ra. Phương án thứ hai là tất cả các kho và nhà ở Đại Minh Hưng có gì đem ở đây hết. Trong tất cả các show của anh Hưng là tôi thấy bóng dáng này hết. Đúng. Cái gạch đầu dòng đầu tiên của chị là gạch quạt lông đẹp quá. Cái quạt lông mà trong cái dàn dựng này nó quá đẹp, đi bị thu hút bởi nó luôn, rất là đẹp luôn. Từ từ hả, anh như Hưng ở trong kho có nhiều đồ lắm á. Dạ hả? Qua phá kho đi, tập sau chinh phục hai em tư qua mượn bớt. Anh Hưng cho mượn nha. Em gái, hôm nay 9 điểm. Tôi muốn hỏi một điểm bị vấn đề gì, có gì bị phải khai thiệt trước khi để khám phá. Dạ, do chinh phục của em ạ. Chính xác. Phải lộn thộm phải không? Trời ơi. Dạ không. Dài quá. Không, hôm nay anh thông cảm cho em. Anh thông cảm nha, anh chia sẻ luôn để cho đỡ cho em á. Là những bước đi của em không còn tự tin nữa, vì những cái váy nó lộn thộm quá. Dạ đúng, nó đúng. Bước đúng, bên đúng, này, bước bên trái, bước bên phải. Rồi em đi chi phối. Em chỉ hát hay khi em đứng yên một chỗ thôi. Tại lỗi anh Hưng đó. Yeah. Nhưng mà em xin phép, em xin lỗi là tại vì có lẽ là do bạn mang guốc hơi thấp á, chứ nếu bạn cao mang cao một chút nữa thì nó sẽ có mét con 1.7 à. 1.7. Cái cà kheo ngoài đường. Rồi cái hộp cà. Bây giờ phải cho coi đôi giày thì kể cả đôi giày cũng dư hộp để mà dán lên. Em xin lỗi, em đưa cái chân em ra anh coi coi. Đó, trời ơi. Rồi. Thưa quý vị, 8.000 hộp kim cương đính trên đôi giày này. Em tự đính hả cưng? Vậy anh hiểu rồi. Khó khăn là tại do đính hộp xoàn nhiều quá cho nên bé nó nặng trong cái chuyện di chuyển. Anh Vy nói sao? Bạn đó bạn đi, bạn sợ đau đâu quốc. Em nghĩ là anh Hưng sẽ có rất nhiều điều để chia sẻ. Ngắn thôi. Chắc chắn rồi. Câu hỏi đầu tiên là mọi người đang thắc mắc là có phải là tất cả những cái bộ đồ đẹp này nằm trong cái Diamond Show của anh Hưng không? Mới hết. À, xin thưa là không, phải may mới hoàn toàn 100%. Yeah. À, những cái quạt lông nó cũng phải làm mới lại luôn. Chỉ có cái váy để dành cho người 1.7 và em bé này cao 1.51 thôi, được không? Đó, thế là nó mới ra cớ sự lùng thùng như vậy. Đó, làm cho bài hát của em. Tôi nghi liền. Lỗi cũng có anh trong đó chứ, không đổ lỗi cho ai hết, anh có lỗi. Bao nhiêu tiền là hai anh em bỏ ra để mà may áo cho mấy thí sinh và dàn dựng hết rồi. À, nhưng mà được cái là nhìn rất sướng mắt và nghe rất đã tai và thấy mấy em vui và mấy em hạnh phúc là Vũ và Hưng cũng hạnh phúc luôn rồi. Dạ vâng. Sự đầu tư của các huấn luyện viên, sự tâm huyết họ dành cho các thí sinh của đội mình, nó cũng góp phần mang đến cái thành công chung cho chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca của chúng ta. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
mưa có rơi và nắng có phơi, trên cuộc tình yêu em lần đầu, ta đã yêu và ta đã mơ, mơ chẳng sao đưa đến bên người. Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào, một lần gặp gỡ những tình ngỡ xa xưa. Mây có bay và em có hay, ta ngại ngùng yêu em lần đầu, ta đã say hồn ta ngất ngây, men yêu đương đã thấm cuộc đời. Một lần nào đó bước bên em âm thầm, một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người. Yêu em, ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ. Cho ta biết tình yêu đắm say, ngày nào đời cho ta biết. Mưa đã rơi và nắng đã phai, trên cuộc tình ngây thơ ngày nào, ta vẫn yêu hồn ta vẫn say, qua bao nhiêu năm tháng ở thơ. Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu, một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người. Lời nào gian dối cũng xin qua rồi, để lỡ ngày sau khi ta cần nhau, còn nuôi chút em vui ngày đầu, cho mình nhớ kêu thầm tên nhau. Để lỡ ngày sau khi ta cần nhau, còn nuôi chút em ngày đầu, cho mình mãi gọi thầm tên nhau. Quý vị, chúng ta vừa đến với liên khúc Bản Tình Cuối và Xin Còn Gọi Tên Nhau với lại hai chiến binh của đội huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ. Xin được giới thiệu Thành Long, Tuấn Nghĩa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Đây là một mảnh ghép rất là tinh tế, bởi vì
Thành Long có một cái chất giọng rất là ấm, còn Tuấn Nghĩa thì lại có một chất giọng nó hơi sáng hơn. Thành Long, cái phần chấm bè của bài hát này, cái quãng bè rất là hay và các bạn có được một cái sự đồng điệu với nhau. Chỉ có tiếc một điều là khi vào bài hát thứ hai thì các bạn lại bị sai nhịp. Ngoài ra thì các bạn hát rất là tốt, hát rất là đều, bè rất là hay. Chúc mừng các bạn qua tiết mục vừa rồi. Dạ, xin cảm ơn chị Tuyết, xin mời chị Ly. Chị với anh Minh cũng cự nhau, cũng cãi cãi qua lại. Chị vẫn chỉ thích cái giọng trầm ấm của Thành Long, nhưng chị lại thích cái sự bản lĩnh của Tuấn Nghĩa. Chính vì cái bản lĩnh của em nói giữ cho cái bài nó liền đi. Còn bài cái hai cái bài này thì thực sự là hay rồi. Thì em không phải là một ca sĩ chuyên nghiệp, chưa phải. Cho nên với những cái vấp ngã như thế này, nó dạy cho em còn nhiều hơn là 1000 lời mà anh và anh Hưng cứ nói đi nói lại, nói đi nói lại. Đây là cái cơ hội trực tiếp cho em vấp ngã trên sân khấu. Em phải tự đứng lên, em phải tự tìm cách để mà làm sao cho mình lành lặn lại, để lần sau cho nó không xảy ra, và cho dù nó có xảy ra em sẽ có cách để em xử lý cho nó hoàn hảo và nó tốt hơn nữa. Cho nên anh rất vui, tại vì Thành Long, em là người nhỏ nhất ở trong đội, coi như là em út trong đội đi. Và anh rất hãnh diện khi nói là cái sự tiến bộ của em cực kỳ vượt bậc. Và hôm nay khi em hát cái câu đầu tiên là em đã chinh phục hết khán giả ở đây rồi, kể cả anh và anh Hưng. Cho nên là anh tuyên dương cái sự tiến bộ này của em. Và anh cũng la em là hôm nay em đã tập chưa đủ để em bị một cái sự cố như vậy, cho nên lần sau phải tập nhiều hơn nữa. Cảm ơn hai bà. Chân đi cho quên một người.
giọt nước mắt đã rơi nhiều. Tội lắm cô bé si tình, về đâu hỡi ơi, còn lại mình vì chúng ta vừa đến với cặp đôi Thanh Thanh và Thu Thảo. Bây giờ thì Nguyễn Khang xin mời phần nhận xét của các vị huấn luyện viên. Hai bài hát này anh phải khen là Thảo giọng rất là đẹp, hát rất là hay, xinh đẹp nhiều nhiều so với những lần trước gặp. Và như thế này thì chắc chắn hai em sẽ thành công thôi. Chúc mừng hai em. Cảm ơn anh chị, xin mời Vũ. Khi Vũ nghe cái câu mà xin cho em một đêm thôi là Vũ tưởng tượng ngay tới giọng của Minh Tuyết rồi. Thôi sẵn đây thì chị hát thử em nghe một câu được không? Nữa hả? Bữa nay bắt tôi thị phạm vậy? Không, chị hát một câu thôi. Xin em một đêm thôi để yêu anh trong cuộc đời. Đó, cho em thấy cái tình của chị đi nè. Mà hát dễ sợ lắm. Cho anh mượn cái mic đó cho chị Ly. Gì vậy? Dùng cái cách xử lý làm sao mà nó tình cảm nhưng mà nó vững mạnh để ý cái đó. Bởi vì tụi em là những người con gái xinh đẹp và có giọng tốt nha. Cảm ơn hai em rất nhiều. Cảm ơn chị Tuyết. Và xin mời đội của anh Hưng. Thì nói chung là một tiết mục Vũ nghĩ là được cái sự ưu ái của anh Minh Vi và chị Cẩm Ly. Khi kể cả anh Minh Vi cũng dành cái bài hát của ảnh để mà cho hai em hát, và hôm nay đã cho hai em mặc hai cái chiếc áo mà chỉ làm cho mọi người gợi nhớ đến những diva của thế giới như Celine Dion hoặc là Mariah Carey rồi đó. Thì Vũ nghĩ là
đây là một cái sự ưu ái rất rất đặc biệt dành cho hai em. Và hai em xứng đáng với lại cái sự ưu ái đó. Chúc mừng hai em. Cái bài hát Tình Đắng này anh viết khoảng 11, 12 năm. Bài Tình Đắng trước, một rồi sau đó tới bài Sao Anh Ra Đi. Hai bài cách nhau có một ngày, đúng một ngày. Lúc đó nó rất là đắng. Đắng là sao? Vợ đi mà ngồi giữ con á, đắng lắm. Nói chung với lại vọng cổ buồn nữa. Hôm nay không phải tụi em hát sai, anh bắt tụi em hát như vậy. Cách này hợp với giới trẻ bây giờ. Dứt khoát, ngắn gọn. Chị Tuyết hát rất tình của cái bài Tình Đắng. Rất tình theo kiểu của chị Tuyết. Và hôm nay tụi em làm hai bài này máu lửa hơn là anh với chị tưởng tượng. Thanh thực ra là mạnh cái dòng nhạc trẻ hơn Thảo, mạnh hơn một tí. Hiện tại bây giờ tụi em là, nếu cái cửa vào là 50-50 thì tụi em đã được 60% rồi. Nếu hai em may mắn vào bằng trong, dứt khoát anh đã định hình và đóng khung tụi em là khán giả và 6 huấn luyện viên ở đây biết tụi em đã hát được nhạc trẻ rồi. Chắc chắn nếu vào vòng sau có vào thì tụi em phải làm một dòng nhạc khác. Anh không thích thí sinh của anh bị đóng khung, anh lên sẽ cười anh. Anh lên cười lớn lắm chứ không phải cười nhỏ. Cho anh nghe giọng cười đó lên. Đều không? Tôi bè cho vô đó. Cảm ơn Tin. Kinh bè phải không? Cười lại không? À, cười nha, cười bè nha. Một, hai, ba. Đứa cười tâm ngơ. Một lần nữa xin được chúc mừng cặp đôi Thanh Thanh và Thu Thảo. Cảm ơn hai chị em. Trời nắng hạnh phúc như sương ban mai, long lanh đậu cành lá thắm. Tình yêu một thoáng lên ngôi, dịu dàng như nhẹ nhàng như ánh trăng soi, êm êm hương yêu dâng trong hồn tôi. Em như chim ngàn phiêu lãng theo mây trời lang thang, dòng chơi cùng năm tháng. Đêm đêm cùng tiếng hát cho vơi niềm thương nhớ, còn gì cho ước mơ. Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa. Người hỡi cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ. Tình yêu đã chết trong tôi, nụ cười đã tan trên môi, chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn.
dòng trời cùng năm tháng. Ôi đêm đêm cùng tiếng hát cho vơi niềm thương nhớ, còn gì cho ước mơ. Người ơi cho tôi quên đi bao nhiêu kỷ niệm xa xưa. Người hãy cho tôi quên đi bao nhiêu mộng đẹp nên thơ. Tình yêu đã chết trong tôi. Nụ cười đã tắt trên môi. Chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ. Tiếng hát làm nói tình yêu đã chết trong tôi. Nụ cười đã tắt trên môi. Chỉ còn tiếc nuối khôn nguôi cô đơn bơ vơ. Chúng ta vừa đến với một tuyệt phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính, ca khúc Cô Đơn, với sự thể hiện của Ngọc Vũ và Mai Huê. Vâng, thưa quý vị, khi mà nghe ca khúc này chìm đắm cảm xúc thì Nguyên Khang lại nhớ tới lúc sinh thời thì nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chính gắn liền với hình ảnh của cây đàn piano, cho nên là ông thường đích thân đệm đàn cho những ca sĩ hát những cái tác phẩm của mình. Và hôm nay thì các bạn đã thể hiện rất là cảm xúc ca khúc này. Và bây giờ thì Nguyên Khang xin mời chia sẻ của ca sĩ Cẩm Ly và nhạc sĩ Minh Vi. Cái bài này hòa âm hay lắm, hay nhất là cái đoạn văn tấu. Và cái đoạn văn tấu để cho tụi em phô diễn được cái tài năng của tụi em. Vũ, giọng của em hôm nay rất là rõ nha, rất là rõ, sạch. Và em giữ được cái bản lĩnh của em. Huê hát rất hay và em hát luôn cả những cái nốt cao của Nam. Có những nốt mà Vũ đấu không lại em luôn á, cái nốt cao á. Nhưng có thể mình vướng chuyện gia đình, mình nghỉ một thời gian, nên cái bản lĩnh sân khấu của em nó bị vơi đi, chứ anh không dùng là mất đi. Mà anh khen luôn cho đội team Minh Tuyết dựng được cái đoạn giữa này. Anh tiếc là tụi em mất cái đoạn giữa đó. Nếu như không có cái đó, chút xíu đó thôi, bài hát này tuyệt vời. Rồi, anh hết phần anh. Mình cảm ơn anh. Cảm ơn anh. Gia đình mình có bổ sung gì không ạ? Chị cảm thấy phấn khích là bởi vì chị có cảm giác như là chị đang nói riêng về Vũ nha. Từ đầu vào chương trình này luôn, chứ chị không nói là đêm nay ha. Bài hôm nay là bài chị thích nhất ở em luôn. Khi em cất giọng hát lên á, trời ơi, chị cứ cảm giác như là mình đang ngồi trong một nhà hát á, mà thưởng thức cái giọng của em. Nó bay mà nó sạch mà nó đẹp vô cùng. Và chị với anh Hưng có một cái sự đồng điệu khi em hát cái câu mà người ơi hay sao đó, tự nhiên chị ở bên đây nè, tự nhiên chị gật chị quay qua, chị thấy y chị hơn y chang, nhưng trời ơi, nó đã vô cùng. Và đặc biệt khi em xuống cái chữ người của em nó đầy mà nó ấm mà nó sạch, cái giọng em nó đẹp vô cùng, ý như là đang thưởng thức trong nhà hát. Chị rất là phấn khích từ đầu chương trình đến bây giờ, thì dành tất cả cái sự thiện cảm cho cái giọng hát của em trong đêm nay, rất là tuyệt vời luôn, đẹp vô cùng. Thì trong khi đó Huê, không phải là em không hay, nhưng hơi hay. Hay, nhưng mà hai em hơi bị cái cách mà tụi em ngắt câu á, thì thí dụ như Vũ á thì nó chắc hơn, thì Huê hơi bị lê một tí xíu, cho nên có đoạn hai người bị chệch ra khi mà hát cặp với nhau tí xíu thôi, chứ không nhiều. Nếu mà mình cặp vô đều luôn á thì cái bài này phải nói là tuyệt vời. Chúc mừng tiết mục của Huê và Vũ rất nhiều. Cảm ơn chị. Huê ơi, sao em khóc vậy? Sao khóc? Hôm nay em hát rất là hay luôn á.
không có gì phải khóc cả. Hôm nay có một sự tiến bộ là hôm nay chịu diễn rồi chứ hôm bữa không chịu, nhìn mặt là không chịu. Tại sao? Hôm nay diễn hay nha. Hôm nay diễn tốt rồi đó. Ok thôi, chúng ta hãy cùng đến với phần nhận xét của anh Hưng và Vũ. Hồi nãy có một đoạn anh Hưng vỗ tay cho bạn, các bạn có nhận ra có một đoạn lúc mà bạn lên tông á. Đúng là Vũ đã làm chủ bài hát này một cách rất là trọn vẹn. Anh thấy em hiểu bài hát này nó giống như bàn tay của em rồi đó. Và em toàn bộ cấu trúc bài hát này và em nắm hết, chỗ to chỗ nhỏ, hát bằng giọng ngực có, giọng cổ có và bằng hơi cũng có. Khi em diễn tả những cái đuôi ém thành hơi nó rất là khó làm, cái người nó phải người bản lĩnh lắm luôn mới làm được chuyện đó. Còn Viêm Huê, những cái câu đầu tiên á, em đừng nên luyến sớm như vậy, cái nốt cuối cùng, nhất là những bài kinh điển như vậy đó, không có ai, rất khó để khán giả chấp nhận một cái sự phá cách mà nó không có gì mới hơn, mà lại làm cho em lung lay nhiều cái nốt đó, cái cuối cùng ha. Rồi cả hai người từ cái ô cửa bước ra bị trật tí xíu, và cái điệp khúc bị trật tí xíu, chỉ có 3 điểm đó thôi. Những cái đoạn cao trào rất là khó khăn, thì lên tông nhiều nữa thì Huê mới được bung nhiều hơn nữa. Anh thấy được cái Mai Huê cái mà lên cao đó càng phát sáng nhiều hơn. Và đúng là tiếp một anh dành lời khen nhiều cho Vũ. Chắc Vũ cũng sẽ nói giống như là Vũ nói với lại thí sinh của mình ở trong cái lần trước, thì trong cái phần trình diễn của mấy em cũng có những cái trục trặc giống như là cái tiết mục này mà Mai Huê đã phải gánh chịu. Đây sẽ là một bài học để cho mình càng tốt hơn nữa. Bạn an tâm, đây là cuộc thi để làm gì? Để cho mình học nhiều cái kinh nghiệm để mình có thể tốt hơn sau này, khi mà mình hát một cách chuyên nghiệp để mà kiếm tiền thì mình sẽ có những cái kinh nghiệm này để mà mình có thể ứng phó được tất cả mọi hoàn cảnh. Bây giờ Vũ sẽ không nói về cái bài hát tại vì mấy anh chị đã nói rồi, nhưng cảm ơn anh Minh Vi đã cho Vũ nghe được cái phần vocal ngay giữa gian tấu. Hai bạn cực kỳ xuất sắc với hai giọng hát mà Vũ nghĩ là ít nhất trong đó nó có cái độ vang mà làm cho mình cảm tưởng như là phải nguyên một ca đoàn đang hát và bè quyện với nhau. Thì cái này đã nói lên cái giá trị của cái giọng hát của hai bạn rồi. Cho nên Vũ tin là hai bạn cứ an tâm đi, Mai Huê đừng khóc nữa. Biết là Mai Huê chắc đang có chuyện buồn lắm, nhưng mà Mai Huê phải an tâm là mình có một giọng hát hay. Và giọng hát hay như thế này từ cả một cặp thì không thể nào mà Minh Tuyết và Quang Lê có thể cho đi được. Không thể. Vũ ơi, nhưng mà nếu nói như vậy thì đây cũng là một cơ hội của đội là Vĩnh Hưng và Dương Triệu Hữu. Nếu như mà giả sử đội này mà không chọn em thì em vẫn có cơ hội về đội khác, cho nên không có gì phải khóc nữa, đúng không? Cuộc đời cứ lạc quan lên đi em. Rồi xin mời chia sẻ của chị Tuyết và anh Lê. Trước khi Minh Tuyết chia sẻ về bài này cũng như là hai bạn thì cho phép Minh Tuyết gửi lời cảm ơn, đó là cái bản hòa âm của Hùng cũng như là cái sự đánh quá tuyệt vời của ban nhạc đêm hôm nay qua bài hát này cũng như tất cả những bài hát trong chương trình. Một lần nữa em rất là xin cảm ơn ban nhạc cũng như cảm ơn Hùng rất là nhiều. Hôm nay mà Huê với Vũ hát được như vậy là chị cũng mừng lắm, vì không ai biết rằng là Huê với Vũ đã bị bệnh cách đây mấy ngày, trước 2-3 ngày thôi. Vũ thì lái xe từ quê lên dầm mưa nguyên một đêm. Quý vị biết là trước đó là mưa lớn lắm. Vũ dầm mưa và trong cái text group của tụi mình thì Vũ nói là chết rồi, Vũ cảm rồi, không biết làm sao đây để cho có thể hát được bài này. Mà bài này thì phải vì muốn cho cái cao trào nó cao nên Vũ đã cố gắng hát cái tông cuối cùng, nó qua, ra khỏi cái quãng của mình luôn. Và Vũ cũng đã cố gắng rất là hết sức. Còn riêng Huê thì chỉ còn nhớ cái ngày mà mình tập cuối cùng. Huê bay từ Hà Nội vào và đã ngủ gục trên vai của Vũ khi mà Vũ chở đi tập. Và tối đó đến nhà chị thì Huê cũng nằm lăn ra và các em rủ Huê đi chơi thì Huê bảo là chị cảm rồi, chị không đi được. Cho nên chị xin lỗi các em, và đến nhà của chị tập thì em ngủ gà ngủ gật vì em bị sốt. Thì hai em đã bị bệnh rất là nhiều. Và chị biết rằng cái bài hát này không phải là một bài hát đơn giản. Ngay từ ngày đầu tiên khi mà mình tìm bài thì các em có nói là các em đều thích bài Cô Đơn. Chị có nói là các em có chắc không? Vì bài hát này rất là khó hát. Nếu mình hát không ra thì nó rất là nhàm chán và boring. Còn nếu các em hát ra thì chứng minh đẳng cấp của các em. Chị có nói điều đó và các em đều nói không, chị ơi em rất là thích bài hát này. Hai em đều thích hết và cuối cùng chị quyết định cho hai em hát bài này.
ngày hôm nay chị biết là Huê không phải là lỗi một lần mà lỗi tới hai lần lận. Khi Huê từ cái khung hình bước ra, em đã trễ nhịp. Lúc đó Huê hoang mang. Và ngay cái gian tấu giữa, Huê cũng lại bị thêm một lần nữa. Và chị cũng muốn nói với Huê một điều như thế này. Cái điều mà ở Huê, cái yếu điểm nhất ở Huê không phải là Huê hát dở, không phải là Huê không biết hát, không phải là Huê yếu nhịp. Nhưng Huê bị cái yếu điểm nhất là tâm lý. Mỗi lần mà Huê lên sân khấu Huê hát là Huê cứ suy nghĩ ở đâu đâu á, và cứ quên vào hoài à. Mà đây không phải là lần thứ nhất. Chị đã nói Huê rồi, phải bình tĩnh, cứ thoải mái đi. Em hát rất là hay, tại sao em cứ phải lo ra thế? Và Huê thường tâm sự với chị rằng là: chị Tuyết ơi, em thấy mấy bạn trẻ bây giờ đi hát, bây giờ đi thi, em thích quá, em tiếc cho mình vì đã ra ngoài đi thi quá muộn. Không biết em còn có cơ hội được nữa hay không. Và Huê cũng đã luyện tập rất là nhiều, chứ không phải là Huê làm biếng. Nhưng vì cái tâm lý của em khiến cho mỗi lần em lên sân khấu em đều bị vấp lỗi. Em muốn trở thành một ca sĩ thực thụ chuyên nghiệp thì em phải khắc phục điều đó. Bởi vì cái điều đó sẽ là cái điều mà khiến chị Tuyết phải phân vân với cái tài năng của em. Vì mình lên sân khấu mình không có bản lĩnh, mình sẽ kéo chết luôn cả người bạn diễn kế bên của mình. Huê hiểu ý chị nói không? Em không hát dở, em hát hay, em có giọng, em hát tốt. Phải bình tĩnh và phải tự tin ở bản thân của mình. Huê hiểu ý chị nói không? Vì Huê làm như vậy, Huê đưa chị vào một tình huống rất khó xử. Chị không thể nào đánh rớt một người biết hát, nhưng chị cũng không thể nào cho một người cứ làm lỗi hoài, rớt nhịp hoài ở ngoài sân khấu. Huê đưa chị vào tình huống vô cùng khó xử nha. Nhưng mà ngày hôm nay Huê bệnh mà Huê hát được như vậy, Huê hát rất là hay. Em xin nói một lời, có nghĩa là tất cả những tràng pháo tay của tất cả quý vị ở đây dành cho em và Mai Huê. Mặc dù em và Mai Huê thể hiện không tốt phần thi của mình, nhưng có lẽ những tràng pháo tay đó đã nói lên tất cả. Em xin dành tất cả những tràng pháo tay ấy lại cho người huấn luyện viên của em, đó chính là chị Minh Thuyết và anh Quang Lê. Nhân tiện thì đang nói về Vũ, tại nãy giờ là nói về Huê rất là nhiều. Thì để khoe với là mọi người ở đây là từ ngày đầu mà Vũ đến với cuộc thi này, mọi người chỉ biết là Vũ hát dòng nhạc nhẹ, nhạc tính phòng. Nhưng mà sau ngày hôm qua, khi mà đi với Vũ thì mới phát hiện là Vũ hát một dòng nhạc trữ tình quê hương, rất ngọt ngào, rất chất. Và chắc chắn không thử bây giờ, sẽ thử ở vòng tới. Chắc cho em thử vòng tới đi. Cảm ơn các bạn rất nhiều.
chiều dài nỗi nhớ. Có hoàng mênh mông nào sâu thẳm hơn tình thương. Ở đâu nay nỗi nhớ em mơ về bên anh. Ngôi sao như xuống thấm cho ta gần nhau. Đêm nghe tiếng mưa rơi, đêm mây chiều hạn rồi mà chưa vơi nỗi nhớ. Hai cô gái rất xinh đẹp, Linh Hoa và Thanh Quý. Và cũng cảm ơn Vũ đoàn Phương Việt. Thưa quý vị, xin giới thiệu hai chị em, cô chị Linh Hoa và cô em Thanh Quý. Đây là hai chiến binh của đội huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng và Dương Triệu Vũ. Bây giờ thì xin mời phần nhận xét của người phụ nữ hiền lành, dễ thương, nữ ca sĩ Minh Tuyết mời chị. Ủa? Dạ, em nói đúng chị không? Em kêu chị dạ, đúng hả? Dạ. Nói chung như thế này, chị không có gì để phải chê tiết mục này cả. Hát xong ca, cái quan trọng nhất là sự đồng điệu và cái tâm hồn hòa quyện lẫn nhau. Hai em đều có được cái điều đó. Chị phải nói là một tiết mục perfect, không có gì phải để nói, phải đi chê cả. Perfect là hoàn hảo đó, là vô chung kết luôn á. Chúc mừng hai em. Và xin mời anh Minh Vy, chị Cẩm Ly. Anh không khen hai đứa hát cái bài này, cái dòng nhạc này là hai đứa đương nhiên phải làm tốt. Thứ nhất, anh khen cái là sự hòa quyện. Và cái thứ hai, anh đặc biệt khen là khen tụi em nay dám chơi là tụi em tập múa theo bài hát. Tụi em làm được là cộng hưởng chung với nhóm múa, nên cái bài hát này nó mới tăng cái phần hút khán giả. Hôm nay anh rất khen hai đứa hát bài này. Cộng với phần dàn dựng này. Xin cảm ơn nhạc sĩ Minh Vy. Bây giờ xin mời gia đình của Vũ và anh Hưng. Cái tiết mục này thì Vũ chọn một bài và anh Hưng chọn một bài để mà trở thành một cái liên khúc. Đây là một sự vô tình thôi. Là tại vì Vũ nghĩ cái âm hưởng của Bắc Trung Bộ nó rất là hay và nó lúc nào cũng làm cho Vũ rất là xúc động. Nhưng mà muốn làm cho nó đặc biệt và khác biệt hơn thì Vũ cũng đã nghĩ ra nhiều bài khác, nhưng mà cuối cùng lại không tìm được một bài thích hợp. Thì xoay qua anh Hưng hỏi là anh Hưng ơi, bây giờ mình tìm một bài nào khác. Thì anh Hưng đã nói là bài Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ. Và cái đặc biệt là cái hai bài này khi mà ráp cạnh bên nhau, cùng tâm, cùng giai điệu và cùng một ý nghĩa luôn. Cho nên có thể nói đây là một cái tiết mục định mệnh. Và hai em đến với nhau cũng như là một định mệnh. Đúng không? Em là một nửa khác, em là một nửa khác. Nhưng mà hôm nay khi em đứng trên sân khấu em hát cái liên khúc này thì chị Tuyết đã nói chữ perfect, có nghĩa là hoàn hảo. Và nói chung là hai em đã lột xác, đã đến đây với hết cái tâm tư của mình cho chương trình Tuyệt Đỉnh Song Ca, có một cái tiết mục mà nó tuyệt vời và nó đáng ghi nhớ đến như vậy. Về nhà khi mà cái bài này được phát sóng, bảo đảm anh sẽ lên anh coi rất nhiều lần. Cảm ơn hai em đã làm cho anh và anh Hưng rất tự hào. Thank you. Trước tiên là tôi phải kể công một chút xíu. Tôi phải mướn 12 người nằm ở trên cái sàn nhà này á, một tuần lễ vừa tập vừa thả dây rồi cuốn dây lên đó, liên tục không có cho xuống, đồ ăn là gửi lên đó để tập liên tục luôn. Và cảm ơn Vũ đoàn Phương Việt, mà Vũ đoàn quá chuyên nghiệp và có một cái sự lựa chọn cùng ý tưởng với Hưng và đưa ra những cái giải pháp tốt nhất, hợp lý nhất.
Và cảm ơn sự chịu khó luyện tập của hai em. Và tụi em rất là nhiệt huyết. Và anh thấy được cái sự mà dấn thân và là sống chết. Và ngày hôm nay Quý, em giống như một thí sinh thi hoa hậu, đang thi tài năng vậy đó. Anh nói thiệt, anh rất là hãnh diện. Cái sự mà hát hai như một. Trước đây trong một cuộc chơi khác, đội chị Cẩm Ly cũng có một đôi song ca hát hai như một, anh cũng phải bái phục cái cặp đó luôn. Và đã từng là quán quân ở một cuộc chơi lớn hơn Tuyệt Đỉnh Song Ca này, Tuyệt Đỉnh Song Ca Vàng. Anh mong là đội mình tiếp mục nào cũng sẽ được tròn trịa, được yêu thương và được nhận những lời khen như thế này. Rồi chúc mừng hai em. Cảm ơn anh Hưng. Chắc là nếu mà quý vị theo dõi Tuyệt Đỉnh Song Ca cặp đôi vàng thì vẫn nhớ một cái cặp đôi mà đạt được quán quân mà phối bè với nhau rất là ăn ý, đó là Cao Công Nghĩa và Thiện Nhân. Và cũng đó chính là học trò của nữ ca sĩ Cẩm Ly.